rất là đẹp và cân xứng. Đây, hai phần mặt là vân vũ đối nhau, quý vị này, rất là cân xứng và cực kỳ là giá trị, quý vị nhé. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu tháng 9 năm 2020 và tiếp tục vào trong video clip và giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, thì em lại xin giới thiệu quý vị một chiếc sập ngồi, hàng cực kỳ là VIP từ cái chất liệu gỗ đinh thối, quý vị ạ, chất liệu gỗ đinh thối và chọn vân chun. Trước mặt quý vị đây hình ảnh tổng thể của chiếc sập đây. Chiếc sập này có kích thước là 1m8 x 2m2, hàng thì chọn gỗ chọn vân cực kỳ đẳng cấp luôn. Còn chân là chân 24, là dạ dày 10 phân, khuôn tranh 7 phân, ván thì là 2 lá. Cái điểm đặc sắc của cái sập này thì em sẽ giới thiệu với mọi người là cái phần vân gỗ này. Vân gỗ tự nhiên, quý vị nhé. Vân gỗ tự nhiên, vân nu, vân chun cực kỳ là đẳng cấp. Đây, phần mặt đây. Phần mặt đây thưa quý vị. Mặt là mặt 2 lá, 2 tấm gỗ đối nhau. 2 tấm gỗ đối nhau. Rất là đẹp và cân xứng. Đây, hai phần mặt là vân gỗ đối nhau, quý vị này, rất là cân xứng và cực kỳ là giá trị, quý vị nhé. Chất liệu gỗ đình cực kỳ là quý hiếm. Và những cái bộ sập mà có vân đẹp như này thì giá thành lại cao hơn, cao hơn rất là nhiều so với những cái sập thông thường, có thể là gấp đôi tiền. Tự nhiên quá là đẳng cấp luôn, thiên nhiên tạo hóa là những thớ gỗ, vân gỗ. Đây, đây là phần dạ ngang, như là dạ tiền. Chiếc sập này là sập cổ dòi, và cổ thì có chặt tràng hạt, quý vị nhé, cổ chặt tràng hạt. Mẫu sập là mẫu chân quỳ dạ cá, đục yếm vén cong. Đây là góc máy chính diện của chiếc sập này thì nó hơi ngược sáng một chút, thưa quý vị. Đây, quay cho quý vị xem về cái phần dáng sập này. Kích thước là sập đại 1m8 x 2m2. Quý vị là có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám, cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, có website là đồ gỗ tùng tám.com. Xưởng em thì chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu, mẫu mã, kích thước. Sản phẩm đồ gỗ tự nhiên, nội thất phòng khách cũng như là phòng thờ thì có chất liệu gỗ khác nhau như là gỗ gõ đỏ, hương đá, gỗ đinh và gỗ rối. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để theo dõi hết cái clip giới thiệu sản phẩm này. Mọi người yêu mến thì hãy bấm like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.